shop nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Xe thì không có. À có, anh có ép thêm Kelly này. Ép thêm Kelly chạy cho nó lẹ em ạ. Đi thôi. Nãy cái đường máy đang bay theo hướng nào ta? Lên hẳn trên này luôn á. Đây nè. Ok. Anh đang chạy lên rồi em ạ. Mệt mỏi ghê. Nó sợ anh đấy không? Đơn giản là chúng nó đi trốn thôi em ạ. Đưa nhau đi trốn cả rồi. Nó sợ ăn kẹo giết. Không có. Không phải đâu em ơi. Điều quan trọng là chúng nó thích chơi mèo đuổi chuột, chúng nó đi trốn tìm thôi em ơi. Ơ trên này không có rồi, mình hơi sai lầm rồi, chúng nó ở đảo dưới đấy mấy đứa. Quay lại đi, quay lại đi. Đảo dừa. Ngay chỗ bây giờ nó không biết chạy đâu nữa. Bây giờ anh nghĩ là cái team ở bên dưới công xưởng các kiểu sân tập côn trung tâm nó mới chạy lên thị trấn này. Mình lại chạy đến trên này thì lại không có ai. Ôi đúng mệt em ạ. Có game nào nó mệt mỏi như game này không? Đầu game đến giờ nó vắng tanh như chùa bà đanh vậy. Chết dở công ạ. Đang đang dầm nó đang thăm tem tới. Đang có đông mà. Bo này chỉ phải là thu xong bo đầu tiên rồi. Team mình thì chưa ai có được kill nào. Vẫn không kill. Em nghĩ mấy chỗ thánh cho người. Anh cũng nghĩ thế em ạ, nhưng mà anh không chắc nữa cơ. Thôi cứ chạy qua đi mọi người. Ít ra còn có hy vọng để chơi anh em. Tạo, ok tạo ok ok kiểu dành em. À thấy ông sát cho nó này. Oh my god, không phải à. Wow. Không thánh rồi anh ơi. Lấy xe đi em ạ. Lấy xe đi gì? Team mình lên xe đi. Bây giờ lấy xe săn cho nó cho em. Chứ đi bộ này mệt lắm. Không chạy bộ đi, lấy xe đi cho nhanh. Em chạy làm mấy vòng bản đồ cái là thôi xong. Chạy mấy vòng bản đồ là kiếm được cho nó thế hả? Lên mà đứa ơi. Còn ai nữa vậy? Số 3 là Posi hả? Ok ok đây. Lên nào số 3 ấy. Chạy một vòng bản đồ cái là thấy được luôn địch đấy mà. Ok ok đi. Bo tiếp theo ở đâu đây? Thị trấn hả? Thôi mình quay lại thị trấn thôi. Ê ê, ngay vùng bom rơi. Chạy lẹ, chạy lẹ, chạy lẹ. À, thấy có người nhá. Đây đúng không? Đây đây đây, một đứa. Thôi xong, thôi xong, nó trong nhà. Nó trong nhà em ạ. Ui, mọi người có liệu không? Cho nó vào. Cho nó quả lựu vào. Cho nó quả lựu vào này. Rồi làm sao? Ui thằng bé khổ thân cho em ơi, có một đứa thôi. Bên này này. Ui nó hạ anh. Vai, đen thế nhỉ? Bao nhiêu đứa không hạ nó lại. Anh đứng ngay cửa sổ, nó hạ luôn anh. Đau đầu quá cơ. Có một đứa đâm ra. À, mọi người thấy chưa? Chúng nó gọi đâu đồn thính kìa kìa. Nhanh lên xe, bước máu đi. Mọi người ra xe trước đi. Đi nào đi nào. Lên xe mày đứa ơi. Lên mọi người tìm ở trên chưa? Biết vị trí em ơi. Kệ đi em. Lên xe để biệt đội mà. Ơ số 4 không lên à? Ok, mình đi lên đi. Xe chạy nó mới lẹ em ạ. Rồi xong thì đứng dưới đấy. Nhóc ơi, em ở dưới đi. Nhóc cửa dưới đi. Đây, cả team nó lên. Lên Luffy đây. Ok đấy hả? Ok luôn. Anh đánh xe cho. Ok anh cán cả hai rồi mấy đứa ơi, hay lắm. Một đứa ở trên nữa. Thế nhỉ? Ở trên này có người đấy hả? Đây đây đây, mãi trên này cơ. Anh nghĩ anh tự tin hạ được nó, em yên tâm. Đây là nó chạy này. Đu dây, đu dây. Thằng bé này đu dây à? Đu dây hả? Đứng lại. Đu dây à? Đu dây hả? Đúng. Xong clear em ơi. Trời ơi, nó rơi kìa. Bây giờ đấy còn người đây. Mọi người cứ lên lượm máu các kiểu đi. Lượm thính lượm máu này gấu ra này. Đã ghê vậy.
Bên dưới này anh thấy là ở cái phía 210 có người nhá, mọi người cẩn thận. Đây bên này có một đứa này. Ê qua đây hỗ trợ anh. 330 nha, 330 sau thính vàng có người, 330 sau thính vàng. Sau thính vàng em ơi. Cái động xanh. Đâu cơ? Sau thính vàng có một đứa. Đang núp đây em. Thằng bé cô lựu à? Cô lựu à? Quên rồi, cô lựu trắng em ơi. Ok clear. Bên dưới có người, bên dưới có người. Bên dưới hả? Ok ok đây. Mọi người cứ lấy máu lấy đồ cẩn thận đi. Ném mà lần chúng em luôn. Sao em? Ui, chân này mà lỗi thôi, ném lỗi em ạ. Sorry. Sorry, sorry. Mọi người cứ canh ở dưới nhá. Ở dưới nãy thấy ở cái góc 15 có người đấy thì chúng nó chạy lên giờ đấy. Mọi người cẩn thận là ok. Lên xe đấy hả? Đi. Thích chơi xe thì mình lên xe. Gọi Posi lên xe nữa cho đủ tin. Ơ, đi xuống luôn à? Rồi nó lại hay lắm. Chạy lên ta đi tính. Ê, đá bên phải, rẽ phải. Rẽ phải mấy đứa này. Cái đậu xanh. Con này. Chạy qua. Yếu rồi hả? Ok ok đây. Yếu rồi. Bên trên còn người đấy nha. Mọi người cẩn thận. Bên này nó hại này. Cái đậu xanh. Ok đâu. Mọi người đứng cẩn thận nha. Đứng cẩn thận nha mọi người ơi. Ok ok. Bên trên nhá. Dựng một keo sang nó. Đồ khá ngon các bạn ạ. Mình còn máu đã. Ủa Luffy ơi, lên nhanh vậy em, từ từ, bình tĩnh. Ai lại chơi có máu thế Luffy? Đây này, làm sao đấy? Ok, hay lắm. Được em ạ. Chơi với sĩ là trình độ em mà sẽ tiến liền. Ủa anh chơi gà mà mấy đứa cứ bảo anh chơi hay là như nào đây? Có một cái 4x đây. Em đâu nói anh chơi hay đâu. Thì chơi với anh trình độ em mà lên thôi. Nói được thôi chứ, đâu phải kỹ anh đi. Hay đâu đúng không? Bây giờ là đang còn mấy team ấy? Mình 4 này. 3 team nữa. Đây, còn 2. Một ngày anh chẳng đi, phải lấy top 1 chờ giọt sướng. Ok luôn. Còn có 2 team nữa mọi người, chưa cẩn thận đi sát nhau là ok. Đây anh ơi, kiếm được 4 quả bóng keo này, ai đấy không chia đôi ra này. Lên, chia cho lên, bạn nào 2 quả bóng keo này. Tính ra ăn kèo giết quá trời luôn, em chưa giết được một kill luôn á. Thế hả? Cái đoạn đấy anh lên đánh xe anh lu hết chúng nó em ạ. Lên xe anh cán hết chúng nó rồi. Ê bom keo. 500 máu. Bom keo 60 có người hay sao á mọi người ơi. Posi vừa có được một mạng này. Thế cho nó trên này đấy. Chỗ này có người là lu bom keo, bom keo. Mọi người để ý bom keo nha. Qua đây. Em tôi phụ không chưa? Ơ phía sau. Ok, quay lại phía sau đi. Đây rồi. Ơ Luffy, đừng. Ủa nó bắn em à? Nhóc em ơi, chạy cẩn thận. Anh đây. Anh đây, cover ở xa cho. Cái đậu xanh này. Rồi nhanh cứu Luffy. Hay quá. Trên này Posi đang bị cục rồi, cái đậu xanh. Cái đậu xanh làm sao đấy? Làm sao vậy? Ôi sao nó hạ Posi rồi. Đậu xanh này. Nốc này. Lên bảng. Mấy đứa ơi. Một đứa. Anh thêm một đứa ở ngay 75 nha. 75 có người nha mấy đứa ơi. Vào bo trước đi. Bên phải chứ có. Đúng rồi. Ok. Vào bo trước đi mấy đứa ơi. Rồi mình canh. Ui phía sau anh. Phía sau anh em ơi. Cẩn thận phía sau nhá. Có người nhá. Nó đang chỗ nào ấy. Anh chưa thấy nó chạy vào. Phía sau 150 tầm đấy. 150 ạ. Này. Hay lắm. Được. Mọi người để ý cái góc 75 cho anh nha, 75 có một đứa nha. Ok em. Thế tầm này là còn 2 này, tìm mình còn 3 này. Thế hả? Thế chưa? Yeah, bao vào đây thì ok rồi. Anh còn 2 bộ keo. Đang chạy này. Rồi hay lắm nốc luôn. Bạn ở dưới nha. Bạn ở dưới này. Mọi người thấy bộ keo chưa? Bộ keo hướng 120 nha. Bóng keo 120 nha mọi người, một đứa thôi. Bóng keo 120 ở dưới. Mãi dưới cơ. Bên dưới này. Mọi người thấy chưa? Luffy ở dưới. Đây nhóc em ơi, qua đây. Đúng rồi, để qua hợp lý. Nó ở đấy đi em. Rồi xong luôn. Yes. Không một, hợp lý. Anh có một mớ liệu chóa này, cho nó nổ này.
Ui, chẳng mất hình luôn. Lần đầu tiên em được kêu cao cho trong đấu với anh ấy. Ok luôn, ui. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.